Tài Bùi xin chào tất cả các bạn owner nha. Hôm nay video này Tài Bùi sẽ hỗ trợ mọi người, hướng dẫn mọi người cách bảo mật Facebook cho Facebook hai lớp, cho địa chỉ Facebook của mình. Nếu mà các bạn đã lỡ xác minh Facebook trong tài khoản bi của chúng ta, các bạn nhớ mình nói lại ha. Nếu mà các bạn lỡ xác minh Facebook hoặc là các bạn lỡ cài đặt tài khoản bằng Facebook thì buộc các bạn phải bảo mật hai lớp cái Facebook của mình để tránh cái tình trạng là hacker tấn công và đăng nhập vào tài khoản bi của chúng ta. Đây là một bước cực kỳ quan trọng nha, cho nên đó là nguyên nhân vì sao mà nếu mà các bạn tạo tài khoản bằng số điện thoại, đã xác minh được tài khoản bi bằng số điện thoại thì mình hy vọng rằng các bạn không xác minh Facebook. Mà nếu đã lỡ xác minh Facebook rồi thì buộc các bạn phải bảo mật Facebook hai lớp, và sau đây mình chỉ cho các bạn cách xác minh Facebook hai lớp ha. Vì đầu tiên là chúng ta vào ứng dụng Facebook, chúng ta vào ba gạch, chúng ta kéo lên chọn cài đặt nè. Sau đó chúng ta, nếu mà cái Facebook của các bạn chưa điền số điện thoại nha, nếu mà Facebook chưa điền số điện thoại thì các bạn vào cái dòng là thông tin cá nhân và tài khoản. Tất cả các bước các bạn nên nhớ là các bạn phải nhập cái mật khẩu của mình nè, phải lưu mà phải nhớ mật khẩu của mình đấy. Thông tin liên hệ này, ví dụ như đây, ví dụ như các bạn để cái số điện thoại của bạn đây nha, thì các bạn phải thêm số điện thoại vào. Nếu mà chưa có số điện thoại nào thì các bạn chọn thêm số điện thoại vào tài khoản của mình. Và các bạn đây là add thêm số nè. À, đây là thêm số điện thoại của mình vào này, đây cho nó an toàn này. Đây là cái những cái bước cơ bản mà các bạn add số điện thoại vào, add số điện thoại vào chúng ta mới mới tạo được cái bước sau ha. Thì chúng ta lưu lại này. Lưu lại về giao diện chính này, đây. Giao diện chính của chúng ta. Chúng ta lại lưu lại bước nữa chỉ với các bạn dễ nè. Chúng ta vào phần cài đặt ha. Chúng ta chọn mật khẩu và bảo mật. Sau đó là chúng ta chọn này. Xác thực hai yếu tố này, cái dòng xác thực hai yếu tố chúng ta click vào. Và trong đây nó có những cái này. Một là ứng dụng xác thực là Google Authenticator này, hoặc là Duo Mobile, nhưng mà cái này thì các bạn không cần biết bởi vì cái này nó hơi rắc rối phức tạp. Nếu mà cái này dành cho chuyên nghiệp thì có thể làm cái này. Còn chúng ta nếu mà chưa am hiểu về công nghệ thì Tài Bùi hướng dẫn mọi người là tạo bằng SMS thôi, bằng tin nhắn thôi. Đây, dùng tin nhắn văn bản SMS để nhận mã xác minh. Vì lý do bảo mật, bạn không thể dùng số điện thoại xác thực hai yếu tố để đặt lại mật khẩu bi khi đang bật tính năng này. Đấy, click vào. Rồi chúng ta chọn tiếp tục. Đây, ví dụ đây là số điện thoại của mình thì mình chọn cái số điện thoại này mà chọn tiếp tục. Hay là các bạn nhập cái số điện thoại của bạn vào, số điện thoại nào các bạn muốn á, chọn tiếp tục. Rồi nó sẽ gửi tin nhắn qua, mình sẽ nhập lại. Chờ một tí nó sẽ gửi tin nhắn về. Đây nó gửi về cho mình xong rồi, mình đăng nhập vô rồi các bạn. Đây mình chọn hoàn tất, mình nhập cái mã nó gửi về, cái sim điện, cái số điện thoại của mình đăng ký á, chọn tiếp tục. Rồi các bạn thấy không, đây là nó mở rồi. Rồi đây nè, chúng tôi sẽ gửi mã xác nhận đến số này nếu phát hiện thấy lần đăng nhập từ thiết bị hoặc trình duyệt lạ. Để tăng cường bảo mật, bạn không thể dùng số này để đặt lại mật khẩu khi đã bật tính năng xác thực hai yếu tố. Nhận thông báo bằng tin nhắn văn bản về bài viết tin nhắn mới này, cái này có thể là bật hay không bật nữa ha. Đây là nhận thông báo bằng văn bản tin nhắn văn bản và về bài viết mới tin nhắn mới thì không cần bật đâu, bật thì nó hơi phiền cho mình. Đó là khi mà nó có cái khóa màu xanh như thế này là an toàn, cái độ an toàn của tài khoản Facebook của chúng ta tương đối cao rồi các bạn ha. Vậy là tương đối ok này. Sau đó chúng ta chọn ok này, chúng ta quay lại này. Nó có này, trong cái giao diện này nó có xác thực hai yếu tố và nó được khóa xanh rồi, và chúng ta không được kích vô cái nút test này nha, cứ để vậy thôi là ok rồi các bạn. Đó là một trong những cách mà đơn giản, mình cứ quay lại từ đầu ha. Đây các bước này, vào cái giao diện chính này, vào ba gạch trên cùng này, chúng ta vào cài đặt, chúng ta chọn cái dạng là thông tin cá nhân và tài khoản để thêm cái số điện thoại thì vào cái tài khoản Facebook của chúng ta cho nó an toàn nhất. Sau khi thêm thành công rồi, chúng ta qua cái bước là bảo mật mật khẩu và bảo mật này. Rồi chúng ta chọn cái mục là xác thực hai yếu tố. Rồi chúng ta sẽ chọn là xác thực hai yếu tố này. Đấy.
mà lúc nãy mình chỉ rồi, cho nên là cái bước này là đang hiện tại giờ nó đang được xác thực yếu tố rồi thì mình sẽ không vào được nữa, thì nó chỉ đơn giản như thế thôi ha. Thì mình hy vọng rằng là tất cả mọi người thật trân trân quý cái tài khoản bi của chúng mình, phải lưu giữ cái mật khẩu cái tài khoản bi là một, lưu giữ cái mật khẩu khai ví là hai. Đó là hai cái thứ mình lưu giữ tuyệt đối an toàn, chỉ cung cấp nó cho một hoặc hai hoặc ba người thân nhất trong gia đình của chúng ta biết về nó thôi. Và cách lưu trữ như thế nào thì mình đã có clip, mình đã có cái video hướng dẫn các bạn rồi. Và mình hy vọng các bạn phải nhận thức được rằng cái tài sản số bi của các bạn đây, nó tương lai nó sẽ rất giá trị, nó sẽ rất giá trị, thậm chí nó đưa bạn tới đến tự do tài chính luôn. Ừ. Nó sẽ là một nguồn thu nhập tương đối lớn và mang bạn với gia đình bạn tới với tự do tài chính. Đó là những điều mà bạn phải ý thức được, nó quan trọng, nó to lớn, nó giá trị, thì các bạn mới ý thức được tốt về vấn đề bảo mật cái tài khoản Facebook và bảo mật khai ví bi. Và các bạn phải bảo mật cái tài khoản Facebook nếu mà cái Facebook của các bạn đã lỡ xác minh Facebook hoặc là lỡ đăng ký tài khoản bi bằng Facebook, thì các bạn vào bảo mật nó bằng hai lít Facebook. Và cái video này mình đã hướng dẫn các bạn cách thêm số điện thoại cũng như là cách bảo mật Facebook hai lớp rồi, thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ trân quý nó, phải làm và làm nó một cách an toàn, ok ha. Mình hy vọng là các bạn thao tác đơn giản và làm, chúc các bạn là hoàn thiện cái bảo mật Facebook hai lớp một cách nhanh nhất có thể. Chúc các bạn thao tác nhuần nhuyễn. Và các bạn cần gì vào kênh YouTube của Tài Bùi tìm video tương ứng, ví dụ như các bạn cần tạo nút transfer cho Bi thì các bạn vào video vô cái kênh YouTube của Tài Bùi tìm cái video về cách tạo nút transfer. Các bạn cần gì liên quan tới Bi thì hầu hết các bạn vào, hay là thậm chí là có những lúc mà mình live stream thì mình live stream mình trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn liên quan tới Bi. Cho nên là nếu mà các bạn cần thì vào xem live stream, vào đăng ký kênh của Tài Bùi, nhấn chuông để mà khi mình live stream thì nó sẽ báo bên điện thoại của các bạn biết được rằng là Tài Bùi đang live stream và bạn cần gì về Bi thì bạn có phải vào hỏi, mình sẽ là người trả lời. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn chia sẻ cái kênh YouTube của mình lên trang Facebook của các bạn và điền để mã mời của bạn vào. Đó là một trong những cách mà các bạn lan tỏa ra cộng đồng giá trị của Bi, bởi vì hệ sinh thái của Bi mà càng lớn thì giá trị của Bi càng cao, các bạn nhớ nha. Và mình xin kết thúc video hướng dẫn các bạn bảo mật Facebook hai lớp tại đây. Chúc các bạn khai thác vui vẻ, chúc các bạn bảo vệ tài sản liên quan tới tài sản số Bi của mình an toàn nhất có thể. Và chúc các bạn sức khỏe trong đại dịch để Tết hôm nay chúng ta có một cái Tết đoàn viên, cái Tết vui vẻ, Tết hạnh phúc và Tết của tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.